Hành động của Thanh Duy khiến nhiều người vô cùng xôn xao. Mới đây, ca sĩ Thanh Duy đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh thiệp cưới. Cụ thể, thiệp cưới được thiết kế mang màu sắc rực rỡ nhưng đơn giản cùng những thông tin về nhà gái, nhà trai, thời gian. Nhiều người không khỏi tò mò trước hành động của Thanh Duy và đặc biệt danh tính của nhà gái với tên viết tắt là Kao. Phải chăng sau khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật, Thanh Duy đã quyết định lên xe hoa? Thế nhưng đây thực chất chỉ là cách mà Thanh Duy nhá hàng cho sản phẩm âm nhạc mới của mình. Được biết đây là một dự án nhạc xuân có tên Nôn Cưới. Trong những hình ảnh được nam ca sĩ chia sẻ, có thể thấy đây sẽ là một ca khúc mang đậm chất nhạc sống miền Tây. Danh tính nữ khách mời đặc biệt sánh vai cô dâu cùng Thanh Duy cũng khiến nhiều người hâm mộ tò mò. Thời gian qua, Thanh Duy gây xôn xao với hình tượng Dragon Delia. Việc đi hát với hình tượng này đã khiến nam ca sĩ đã từng nhận về nhiều bình luận chê mình ô dề, không còn như xưa sau khi sử dụng hình ảnh Delia để đi diễn. Cụ thể, Thanh Duy cho biết, Duy đã đọc được một câu trên mạng rất hay, rất hợp với chính mình, đó là khi bạn bắt đầu sống thật với chính mình thì sẽ có những người ghét bạn và bỏ ra đi. Nhưng hãy chịu đựng sự ghét bỏ đó một thời gian, có những người sẽ hiểu, sẽ đồng điệu với bạn và họ sẽ tiếp tục tới với bạn. Lúc đó, mình sẽ không còn cần những người ghét mình nữa vì xung quanh mình là những người hiểu mình, muốn mình được hạnh phúc. Thậm chí, có nhiều bình luận còn đề cập đến việc nam ca sĩ sẽ chuyển giới trong thời gian tới. Đứng trước những nhận xét này, Thanh Duy cũng đã lên tiếng khẳng định sẽ không bao giờ có ý định chuyển giới. Việc tôi bắt đầu hoạt động với hình tượng Drag Queen Delia không có nghĩa tôi sẽ đi chuyển giới, tôi vẫn thích làm con trai. Ở nước ngoài có rất nhiều Drag Queen nổi tiếng, nếu các bạn nghiên cứu thì các bạn sẽ biết họ làm con trai hay con gái thì vẫn rất đẹp. Nên mình nghĩ những người như vậy rất tài năng vì họ sống trọn vẹn ở hai cuộc đời, dù có là phiên bản nào thì mình vẫn tự tin mình vẫn đẹp và tài năng. Còn những người có quyết định chuyển giới thì mình vẫn rất trân trọng họ vì đó là quyết định rất can đảm. Còn các bạn đặt câu hỏi này thì rảnh quá, quan tâm chuyện riêng tư của người khác quá và mình cũng chưa có một tuyên bố nào về việc đi chuyển giới cả. Còn bạn đặt câu hỏi này, mình chỉ trả lời vậy thôi chứ not me lover, không cùng đẳng cấp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.